kính thưa quý vị xu hướng sử dụng các thực phẩm sạch an toàn đã là một lựa chọn của rất nhiều người tiêu dùng trong đó gạo an toàn cũng là một mặt hàng mà được rất nhiều người quan tâm trước cái việc là khó kiểm soát về các việc pha tẩm hóa chất tạo mùi cũng như là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngày nay. Trong số các gạo sạch được chú ý trên thị trường thì gạo đỏ Tân Châu được coi là một hiện tượng thú vị và mới lạ. À, gạo đỏ Tân Châu mới nghe chúng ta tưởng là một loại đặc sản truyền thống địa phương nào đó đúng không ạ? À? Nhưng mà thực tế đây lại là, là thành quả lai tạo khoa học của ông Hoa Sĩ Hiền từ 19 giống lúa mới. Gạo này nổi tiếng vì có một cái khả năng chống chịu rầy nâu sâu rầy tốt và đặc biệt là từ khi gieo hạt cho đến khi gặt thì không hề cần dùng thuốc bảo vệ thực vật. À, đây chính là cái điểm thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ngoài yếu tố an toàn ra đó, thì gạo đỏ Tân Châu còn là loại gạo có mùi thơm nhẹ, nè, có vị cơm ngọt mềm xốp và thành phần dinh dưỡng rất cao. Tuy nhiên, để các giá trị dinh dưỡng của gạo không bị thất thoát trong khi mình sơ chế hay là nấu nướng, thì chúng ta cũng phải làm đúng cách, đó là mua gạo về chỉ cần dùng nước sạch vo gạo một lần thôi và sau đó là đổ nước vào khoảng chừng một lóng tay là chúng ta có thể nấu lên được rồi. Ừ. À, nếu có thể thì chúng ta cũng nên dùng nước sôi để nấu, à, gạo sẽ giữ được tối đa cái hàm lượng vitamin của mình. À, và khi mà gạo còn dư, thì chúng ta cũng nên buộc kính miệng lại để đảm bảo là chúng ta bảo quản được lâu hơn. À, hy vọng rằng là những cái thông tin về gạo Tân Châu vừa qua cũng đã giúp cho quý vị có những cái sự lựa chọn rất là tốt cho bữa ăn hàng ngày của mình.